không có được vào đâu. Tôi đang hôn mê rồi. Cả chỉ là mơ thôi sao? Chăm lo cho tao, lo cho tao từng bữa ăn giấc ngủ. Đáng lẽ phải đền đáp cho nội chứ. Tao đã từng có một ước mơ kiếm thật nhiều tiền, xây cho nội một cái nhà thật to, đưa nội đi du lịch, ăn một món thật ngon. Thế nhưng mà bây giờ ô Duy Anh, sao muộn rồi em chưa đi ngủ? Anh Hai à, anh có thể được bá thiên được không ạ? Bởi em rất là sợ phải chạm mặt cậu ta ở trường. Em muốn được học bá thiên hả? Dạ,
Em rất là sợ và ám ảnh. Từ khi anh nhận em về, cậu ta chưa một lần nào để em được yên ổn cả. Thôi được rồi, nếu em muốn, anh sẽ đổi học cậu ta. Bây giờ cuộc sống anh em ta đã quay trở lại như ngày xưa rồi. Chắc bá Thiên sẽ không quay lại làm phiền anh em ta nữa đâu nhỉ. Em yên tâm, bây giờ ấy, anh sẽ chăm lo cho em thật tốt, để bù đắp tất cả những gì em phải gánh chịu trong thời gian qua. Không ra đâu. Mà sao? Hôm trước tao gọi cho mẹ chạy ngay như thế, mà mày không nghe. Tôi hôm đó tao bị đánh ngất, tao không biết là mày gọi. Tao bị hai anh em Duy Anh đổ tội cho là thằng ăn cắp. Nó ăn cắp vòng của tao, sau đó đổ tội cho tao. Mà chiếc vòng đấy chính là chiếc vòng gia truyền mà từ bé đến giờ tao luôn mang theo mình. Tao không hiểu sao lại làm thế với tao nữa. Cái thằng chó đấy. Và cả thằng Anh nó nữa. Nó không cần biết phải trái gì cả. Nó đánh tao ngất, rồi ném tao ra khỏi nhà. Tao thề, cả cuộc đời này tao sẽ không bao giờ tha cho anh em nó. Mà chuyện trong bóng ra truyền là sao? Và đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tao không muốn nghe và không muốn nhắc đến hai anh em nhà đấy nữa đâu. Thôi được rồi, tao sẽ không nhắc đến hai người ấy nữa. Mà để tao đi nấu cho mày cái gì ăn nhá. Trông mày tiểu tụy lắm rồi ấy. Đợi ở đây nhá. Chết rồi, ông ta phát hiện ra rồi. Phải làm sao bây giờ? Nếu ông ta đòi vay Uy Vũ thì mình sẽ phải làm sao? Mình sẽ quay trở lại với cảnh nghèo hèn của ngày xưa. Không những thế, còn bị bạn bè chê cười. Đặc biệt là thằng Bá Thiên, nó sẽ không tha cho mình nữa chứ. Không, 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 mình không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Không. Nếu ông đã biết ấy, thì ông không được phép tồn tại. Này, thứ trà mà cậu ta đang uống đang đi theo đúng kịch bản của chúng ta. Không lâu sau, trí não của cậu ấy sẽ giảm xuống, đầu óc không còn tỉnh táo, minh mẫn. Lúc ấy, cậu ta sẽ phải ký toàn bộ tài sản cho tôi. Và thứ cậu ta đang uống sẽ giết chết cậu ta. Thank you.
nào? Cậu hãy kể lại cho tôi nghe, tại sao cậu lại lừa dối chúng tôi? Dạ, thật ra là cháu không muốn lừa chú và chú Vũ đâu ạ. Cháu và Bảo Khoa là hai đứa chơi thân với nhau và cậu ấy đã bị tai nạn mấy năm trước. Trước khi cậu ấy mất thì cậu ấy đã có sự nguyện rằng là hãy đi tìm anh trai và trao tận tay cho Bảo Khoa và đấy. Ban đầu thì cháu nghĩ rằng gia đình là bình thường, cho đến khi cháu biết ra thấy của mình cháu lại nhận mình là Bảo Khoa. Cũng bởi là cháu không muốn sống trong cảnh nghèo khổ. Chú ơi, chú thể bỏ qua cháu được không ạ? Chú nhắn nó bỏ qua thôi ạ. Không được. Cậu có biết rằng là Uy Vũ 15 năm nay khổ sở vất vả như thế nào để tìm em trai mình không? Và tôi cũng quá tin tưởng, quá vội vàng, không xác nhận cậu lại lần nữa mà đã vội nhận cậu là của cậu Vũ. Tôi sẽ nói chuyện này với cậu Uy Vũ. Tôi không muốn gia tộc họ Hoàng có một người ngoại gia anh giả mạo mà lại còn lừa dối như cậu. Chú ơi, chú đừng để anh ấy biết. Anh ấy mà biết ấy, thì cháu lại trở về con người của ngày xưa. Mọi người khinh bỉ, mọi người đều ghét bỏ cháu. Chú ạ, anh ấy biết thì anh ấy càng khổ hơn tôi và Bảo Khan không thể sống lại được đâu. Chú, cậu đừng giả tôi nữa. Đấy là nói theo quy lý của cậu. Còn tôi đã coi gia tộc họ Hoàng là gia đình thứ hai của mình thì tôi không thể lừa dối gia đình mình được. Đây là cái ông chuông đấy đấy nhá. Ông hãy ôm cái bí mật này mà sang thế giới bên kia đấy.